Xin chào anh em, nay mình mới về thêm một đợt hàng, đó là máy cảm ứng nhá. Hiện tại thì mình sẽ giới thiệu những cái dòng máy rẻ tiền trước đi nha. Ở đây thì có con Xiaomi Redmi Note Redmi 2. Cái này là RAM của nó là 1GB, bộ nhớ trong là của nó là 8GB. Con này hiện tại đang dán bán của nó là năng là 500.000 hoặc là 501. Tiếp theo đó là cái con Oppo A31. Con này thì hiện tại là giá của nó cũng tầm ngang ngang nhau với mấy cái dòng mà nó ngang ngang nhau nha. Mấy dòng này chỉ để xem YouTube này, nghe nhạc trực tuyến hoặc là có wifi đó để xem YouTube thôi. Tiếp theo đó nó là dòng điện thoại Vivo i51, mình sẽ để ngay cái đường link bên dưới nha mọi người, yên tâm sẽ để tất cả các loại máy bên dưới cho mọi người. Con này là Vivo i51 này, có đường cắt ở giữa chỉ màu vàng đó, rất là đẹp. Con này thì giá bán hiện tại của nó đang là 2G, bản 2G, sóng 2G á thì nó rẻ hơn thôi. Sóng 2G thì hiện tại giá của nó đâu đó khoảng tầm 600.000 nha. Đó. Màn hình của nó rất là rộng, 5 inch hoặc 5 inch rưỡi này. Đó, mọi người thấy 5 inch thôi. RAM của nó là 2GB, bộ nhớ trong của nó là 16GB. Đó. Có con sóng 3G thì đắt hơn 100.000. Tiếp theo rất là nhiều máy nha, mọi người sẽ đặt hàng sớm. Cái này thì nó từ giờ đến Tết thì sẽ rất là hiếm hàng và ít hàng nữa. Đây thì Redmi Note 2. Redmi Note 2 thì màn hình của nó 5,5 inch. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, ở đây nó có khoảng 97 cây đó, ở đây nó mới về 97 cây. Thì cái máy này thì xem YouTube thì ngon tuyệt vời. Con này giá đâu đó nó khoảng tầm 750. Tiếp theo dòng cao hơn nó một chút, đó là điện thoại Oppo A37. Con này thì dành cho những người lớn tuổi này hoặc là những người nào mà tay nhỏ thì dùng con này hay hơn. Con này thì nó sẽ có một cái đặc điểm là RAM của nó 2GB, bộ nhớ trong cũng 16GB thôi, nhưng mà đời thì nó cao hơn đấy. Android 5 chấm này, lõi 8, cái này thì 950, 950, 97 gì đó. Con này thì chạy rất là nhanh, đó, sử dụng nhanh, mượt, gọn gàng. Đấy, con này thì nó có màu hồng và màu vàng, hai màu cho mọi người lựa chọn nha. Tiếp theo đó là con đời cao hơn đi, đời cao hơn là con A57. A57 thì RAM của nó là 3GB rồi. Mình sẽ tiếp theo là con Vivo. Vivo i55. i55 thì mình thấy nó còn hay hơn cả con Oppo A37. Nhưng mà Vivo thì cái thương hiệu nó vẫn rẻ hơn đó. Thì mọi người có thể sử dụng tất cả các app ở đây, YouTube này. Hoặc là ngoài ra thì chúng ta sẽ PC Covid, hoặc là Shopee, hoặc là học Zoom, học miễn phí ấy. Học mọi người hay cho trẻ em hay học cái này nè, hay mua về sử dụng. Đó, mọi người nên mua cái dòng Vivo này thì nó rẻ hơn con Oppo nha. Vivo này thì giá đâu đó khoảng 940 gì đó, rẻ hơn mấy chục nghìn này. Ở đây thì nó có một cái dòng nữa là i55, đó là Vivo i55 nha. Mình sẽ nói nhanh một chút. Con này là Vivo i66 thì bộ nhớ trong của nó là 32GB, RAM của nó là 3GB. Đó. Thì đây mọi người sử dụng tất cả các app ở trên này thì máy này cực kỳ ngon. Màn hình của nó rất là rộng và đẹp, cực kỳ đẹp, sắc nét luôn. Con A57 thì khỏi chê rồi, con A57 thì nó rất là nhiều, rất là nhiều người mua. Cái này thì nó lại hàng không có nhiều lắm đâu, nhưng mà rất là nhiều người mua nha. Cái này thì nó sẽ có phiên bản màu đen, chúng ta lựa chọn. Màu đen thì mình chỉ có bán ở website mình một ít thôi, tại vì nó không có hàng nhiều. Mình sẽ để ở website mình bán lẻ cho mọi người. Đây sẽ không bán ở cửa hàng nha, tại vì hàng từ giờ đến Tết rất là hiếm hàng luôn, nên mình chỉ có bán lẻ cho mọi người dùng thôi là chủ yếu. Đây là con A57, Oppo A57 thì khỏi chê. Con này nó chỉ bị một cái nhược điểm của nó duy nhất, đó là không cài được hình nền, thế thôi. Đó, tóm lại là máy xài bình thường hết. Nó bị cài sai cái ứng dụng, không biết là đã cập nhật chưa. Đó, con này là bán chạy nhất mọi người. Tặng ốp lưng và tặng. Thường thường nó có dán cường lực nha mọi người nha, con này thì không. Con này thì nó là màn zin, kính zin, xước rất là ít luôn. Cái này thì nếu mà người ta xước nhiều, mọi người hay mua mấy cái loại rẻ rẻ tiền á,
cửa hàng hay mua loại rẻ tiền xong người ta dán một cái kính cường lực để che cái lớp xước đi, thì loại đó nó sẽ rẻ hơn những cái loại mà kính zin mà mới được như này. Đấy, anh em có nhiều cách để buôn bán nha. Mọi người thì mua cái loại đó thì nó sẽ rẻ hơn một chút, nhưng mà sau này mình bỡ kính mình không có thay được nha, cái kính zin của nó vẫn hay hơn, mọi người nên mua kính zin hơn. Còn nếu mà ai cần đẹp thì chúng ta dán thành kính cường lực. Con này hình như đợt này sẽ không dán kính cường lực cho mọi người nữa rồi, cái này sẽ là kính zin luôn. Kính zin thì thường thường nó có dán cường lực rồi, người ta bóc ra nó vẫn mới đó. Con này thì bản màu vàng bán chạy hơn, màu đen thì ít khi nó bài hàng nên mình không có đăng. Đó, video này nó hơi dài, chắc là mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Anh em có thể mua hàng ở đây nha, mà hàng về rất là nhiều, anh em phục vụ mọi người mấy tháng trước Tết. Mọi người thể mua cho con cái hoặc là các em nhỏ học online nha. Những cái dòng máy nó cao cao tiền một chút, khoảng tầm 1 triệu hoặc 1 triệu hơn là thấy tốt lắm rồi mọi người nha. Không cần mua quá những loại quá đắt tiền đâu. Rồi, xin chào và lại video tiếp theo. Cảm ơn anh em quan tâm và theo dõi.